Hoa hậu Phương Lê và Nguyên Vũ khẩu chiến vì chuyện làm phim cho con gái Vũ Linh. Dân tình đang xôn xao câu chuyện hoa hậu Phương Lê và Nguyên Vũ bất đồng ý kiến về chuyện làm phim cho con gái của Vũ Linh là Hằng Loan. Mới đây, trên sóng livestream của mình, hoa hậu Phương Lê đã chỉ trích ca sĩ Nguyên Vũ vì anh thực hiện phim ca nhạc về cuộc đời của con gái Vũ Linh là Hằng Loan. Trong khi đó, nàng hậu cũng đã tuyên bố bỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh cho ái nữ của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nàng hậu bức xúc tuyên bố Phương Lê vô cùng hối hận khi tiếp xúc với Nguyên Vũ. Còn ai là fan của Nguyên Vũ thì đi ra ngoài block Phương Lê luôn. Các bạn có quyền idol, có quyền thần tượng người các bạn thích, nhưng các bạn đừng bắt tôi phải tôn trọng người không xứng đáng. Tại sao tôi phải chịu im lặng, chịu đựng, gọi điện thoại nói chuyện riêng? Các bạn thấy các bạn vô lý không? Trong khi đó, làm không hề nói với tôi một câu, mắc gì tôi nói chuyện riêng. Tôi cần phải nói cho cộng đồng của tôi, fan của tôi, bạn bè của tôi, đối tác của tôi biết lý do tôi không làm phim nữa. Bây giờ tôi chạy tới hàng triệu người hay hẹn tất cả mọi người đến để nói chuyện riêng à? Tôi đều đăng và khoe thông tin lên mạng xã hội với niềm tự hào. Dễ nên đừng có idol cái kiểu đó, Phương Lê này không quan tâm. Đối mặt với sự chỉ trích của hoa hậu Phương Lê, Nguyên Vũ cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân để giải thích câu chuyện với thái độ từ tốn hơn. Anh cho biết bản thân làm anh lớn nên muốn mọi việc tốt cho các em của mình và nhường nhịn một chút cũng không sao. Nam ca sĩ khẳng định mục đích làm phim ca nhạc cũng là muốn Hằng Loan bán hàng tốt hơn và có nhiều người ủng hộ hơn. Ca sĩ Nguyên Vũ viết, mình làm anh đành phải nhường bước để dĩ hòa di quý nè. Vốn dĩ Vũ thực hiện MV ca nhạc là để tặng cho Hằng Loan phát lên kênh YouTube của em ấy. Vì đang có 3 bài hát mà cứ bị đánh bản quyền hoài nên Vũ phải làm để em ấy có cái gì đăng, chứ không xem livestream bán hàng hoài cũng chán. Khi có ý định đó thì Vũ bàn với em Loan và người phát ngôn cho Loan là chị Ly và được sự đồng ý của cả hai Vũ mới làm. Không lẽ Vũ muốn làm gì cho em ấy đều cũng phải gọi hỏi người này người kia, vì ai cũng có việc riêng bận hết. Tánh Vũ hay làm được thì mới nói, nên cũng không thông báo rộng rãi để mọi người biết, sợ không làm được. Vì Vũ rất bận, giả lại MV ca nhạc ngắn chỉ có 8-9 phút thôi. Với câu chuyện xoay quanh xung đột trong gia đình có thể xảy ra bất cứ ở nhà nào trong cuộc sống. Chắc là do phim Vũ làm gì cũng chỉnh chu, dù làm phim ngắn cũng lập một đoàn đàng hoàng và mời các diễn viên chuyên nghiệp để tham gia, nên gây hiểu lầm cho một vài đứa em trong tim vì yêu thương mà đến. Nên Vũ sẽ tạm dừng lại dù đã quay xong hết để dự án điện ảnh Cuộc đời thật sự về bé Loan sẽ được hoàn thành. Lúc thực hiện MV ca nhạc ngắn, Vũ chỉ nghĩ đây là chuyên môn của mình thì mình cố gắng làm, quả lại chỉ 8-9 phút thì không ảnh hưởng gì đến phim điện ảnh cả. Vì theo Vũ biết, phim điện ảnh còn chưa lên đề cương để phát triển thành kịch bản. Bên cạnh đó, làm để em Hằng Loan có cái để phát lên kênh riêng của em ấy, chứ không phải cho bản thân. Ngay cả trong MV, Vũ cũng không đóng vì phải lăn lê bò càng, nhịn ăn nhịn uống lo nguyên một đoàn cho chu toàn nữa, nhất là các diễn viên chuyên nghiệp và các em bé đã đến đóng từ 5-6 giờ sáng là vì mình nữa. Lúc làm Vũ cũng hồn nhiên vô tư và rất sung sức nên không nghĩ đến chuyện gì, chỉ nghĩ đến món quà nhỏ bé của mình tặng Hằng Loan sắp được hoàn thành và vui trong lòng mà thôi. Bây giờ vì MV ngắn này mà em Hằng Loan không được làm bộ phim điện ảnh thì tự nhiên lòng buồn và cảm thấy có lỗi vô cùng. Thôi thì Vũ xin phép được tạm xếp lại, chờ ngày phim điện ảnh được đầu tư rất lớn bắt đầu làm và trình chiếu thì sẽ đăng cũng được. Vũ xin lỗi vì sự bất tiện này, trân trọng. Sự nhân nhượng của ca sĩ Nguyên Vũ khiến khán giả và cộng đồng mạng rất đồng tình và khâm phục. Ở vai trò người anh lớn, nam ca sĩ đã biết ứng xử đúng mực và nhường các em của mình để mọi người đều vui vẻ là chuyện nên làm.